uy lực này chỉ có thể là sạc pin Vega đôi VM15 các bác ạ. Sở hữu một bát 40. Các bác nhìn thiết kế là bát 40 nhưng mà bát là bát lòng chảo mà sâu lắm vào bên trong, nên là đưa cái chất âm trầm đưa đến tai người nghe nó cực kỳ là sảng khoái luôn các bác ạ. Rất là uy lực. Các bác có nhu cầu về sản phẩm sạc pin Vega các đời các mã thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Đây, số điện thoại của em đây. Các bác chụp màn hình điện thoại vào. Ở đôi VM15. Các bác nhìn thấy hai cái lỗ thở ở đằng sau nó rất là to, to tướng. Nó liên quan đến trầm thoát nên là có hai cái lỗ thở. Đấy. Hàng rất đẹp các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì các bác gửi em. Thank you các bác.